Ngày 28 tháng 3 năm Ất Hợi. Bài 71. Bạch Vân Động. Tiện huynh hỏi quý vị, quý vị đã hiểu đạo rồi phải không? Tại sao quý vị không xem nhẹ phàm chất thêm hơn chút nữa, xem thường thói đời giả trá quái ác kia, để tự độ mình vào cảnh thiên liên hằng sống, trở lại ngôi thiên, tức là vị cũ quê xưa? Cười: sao lại bám chặt thói thường tình kia, sợ người mà không sợ trời? Người làm cho quý vị sa đọa cái thói thường tình kia là một sợi dây xích sắt buộc ràng quý vị không thoát được dòng đời nghiệt ngã. Sự chê khen của đời, nó là một tảng đá dìm sâu chân linh xuống đáy bể, không trồi lên được để mở mắt xem ánh hào quang của muôn ngàn tiên Phật đoạt vị. Mấy vị có cái may mắn lạ lùng, còn chờ chừng nào hả? Không để hết tâm tìm tàng, kiếm thử bí pháp nó ở đâu? Nó ở ngay trái tim và khối óc của quý vị. Thầy giảng bài không khi nào đem đề tài thi để trước mắt thí sinh, nhưng trước khi thi đã có dạy rồi. Cũng như 2 với 2 là 4, 4 với 4 là 8. 8 là bát quái sinh xuất ra, có cả càn khôn thế giới. Vậy tại sao quý vị không tìm hiểu 4 với 4 là 8 đó vậy? Tại còn mang nặng cái ta quá lẻ. Cái ta đó là một tảng đá đó nghe quý vị. Phải giữ chặt chĩa tâm linh của mình, chứ không phải vui thì tu, buồn thì thôi nghe quý vị. Càng tu càng bị khảo, khảo nhiều hơn lúc chưa tu. Tu gặp nhiều điều rắc rối bu quanh, chi vậy? Để thử thách sự chịu đựng và kiên nhẫn, có đủ đức tin mới làm thánh làm tiên đó chứ, đâu phải dễ dàng mà được. Nếu dễ dàng phẩm thần tiên quá ra rẻ rúng, vô giá trị hay sao? Phải ráng tu trong, tu ngoài, tu hiệp nhất quần nguyên. Tu chừng nào cái ta không còn cái ta nữa, tu chừng nào không còn là con người thế gian nữa. Tu bằng cách nào? Tu không phải tụng kinh gõ mõ, tu không phải cầu siêu cúng tế, tu không phải ăn chay nằm đất, tu không phải cử cơm ăn trái, ăn bánh mì bì bún, tu không phải ngồi liêm diêm thiền tịnh tịnh tọa. Tu bằng cách nào? Đức Đại Từ Phụ đã có dạy: tu lập đức, tu lập công, tu lập ngôn, tu trong thương yêu, tu trong công chánh, tu trong luân thường, tu cho nhân quần xã hội, tu cho vạn loại lành thiện, đó mới thật là tu. Tâm phát khởi lành thiện, tự nhiên cơ năng biến chuyển, ngũ tạng hành hóa, lục phủ giao thông, nguyên căn dần lộ chân pháp, phát xuất đạo màu. Tu khó lắm quý vị ơi, xem gương xưa nhìn lại hôm nay có mấy người. Thôi để Đức Chí Tôn chuyển. Tứ thời là hành pháp luyện đạo đó, chớ nào phải cúng dâng cho Chí Tôn hay cầu lợi lộc cho ta. Nếu ai hiểu cúng là cầu lợi lộc,
là vị ấy chưa hiểu mạch đạo siêu thoát đó vậy. Vậy muốn siêu thoát phải như thế nào? Những nấm mồ vô chủ kia như thế nào? Họ nghĩ sao? Ngày ngày quý vị thấy trước mắt thuyền đưa xác vào nghĩa địa biết bao nhiêu, tại sao con người không thức tỉnh sự vô thường đó? Thôi quý vị thật sự tu đi, tu thật sự. Thi: chân pháp giúp đời luyện đắc thành, khá tua dứt bỏ chữ công danh. Lòng lành tín hiệp âm dương tụ, hành đạo tứ thời rõ mối manh. Luyện đạo tu hành pháp chuyển khai, âm dương phối hiệp phải nhiều ngày. Đơn điền kết tụ thai nhi dựng, chín tháng khai qua thấy rõ ngay. Nhớ lấy trung dung mới nhiệm màu, chớ nên bất cập quả hầu thiêu. Uổng công vô ích đời tàn tạ, cứ pháp mà làm kết quả đầu. Bạch Nhân Động: ngày 4 tháng 4 năm Ất Hợi, bài 72. Đức Chí Tôn: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy ban ơn cho các con, thầy khen các con, các con chịu khó khá lắm đó. Thầy muốn các con phải chịu khó hơn nữa mới xứng đáng phẩm thần tiên. Thần tiên nể mặt mới rạng danh thầy. Thầy muốn các con đi cứu khổ sinh thần cho nhân loại. Vậy các con ráng tập chịu khó, chịu nhục, chịu nhiều cay đắng, chịu nhiều thử thách gian truân mới xứng phận là một ông thầy giỏi. Các con ơi, cái khổ tâm hồn của nhân loại nó thống thiết nặng nề quá lẽ. Nguy hiểm, ai là người chùi lao chia sẻ từng giọt thảm đó vậy các con? Ngoài xã hội, một trường bất công bày ra hiển nhiên trước mắt, mới có sự cấu xé tàn hại lẫn nhau, không chút thương đau. Tại sao vậy các con? Tại loài người vô đạo, mượn đạo để tạo quyền thế lợi lộc riêng tư, chứ không lấy đạo làm một con đường để cứu rỗi những kẻ đắm đuối nơi bể trần sông mê. Mượn đạo để làm một món lợi khí khoe khoang cho thiên hạ tin, để dễ bề lường gạt. Nó quên tất cả những cái tội lỗi đó. Ngày kia chúng nó sa vào phong đô để trả cái nợ đó. Chúng nó chỉ biết gây ra thảm khổ cho loài người, chứ không biết làm như thế nào cho loài người tiêu tan đau khổ. Thầy mở đạo kỳ này để cứu khổ cho nhân loại. Vậy thầy nhờ các con đi lau chùi những giọt thảm đó của nhân sanh. Các con chịu khó, chịu nhục và miệt khinh để làm mọi công việc của thầy. Các con chia cơm, xẻ áo, chia vui, sớt buồn của chúng nó. Muốn được như vậy, trước tiên các con phải hòa ái, yêu thương với nhau, cho xứng phận làm anh, làm chị, đáng mặt con của thầy đó nghe. Thi: ngàn thở muôn năm mới được về, cùng nhau chung sức chớ riêng tay. Lời khuyên con trẻ vui mùi đạo, tiếng dạy nên ghi nhớ hiệp bày. Sớm trở thuyền neo chi bận khách, hồi quê bước đọa kẻo xa thầy.
thiều quang nhạc thúc thoi đưa bóng. Tuổi lẻ mơ gì ác xế tay thăng. Ngày 7 tháng 4 năm Ất Hợi, bài 73, Đức Quyền Giáo Tông. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Bần đạo ban ơn cho các con. Hồi thuở bần đạo còn ở tại tiền, qua khổ biết bao nhiêu cái nạn khảo đạo, luật thiên đình phải dạy. Qua nghe Đức Chí Tôn khai cơ mở đạo, đem con đường sáng đến cho chúng sanh, để giải thoát ách nô lệ của bản thân và cho dân tộc Việt Nam. Qua liền thức tỉnh, bỏ hết cân đai, quan trường, phẩm giá, đến quỳ dưới chân Thầy, nguyện hiến dân thân mình làm con tế vật cho Chí Tôn sai khiến. Qua lãnh lệnh cùng với Đức Hộ Pháp và Cao Thượng Phẩm, đi truyền đạo mở giáo lý thương yêu của Thầy, khuyên lên nhắc nhở kêu gọi chúng sanh thức tỉnh hồi tâm quay về con đường chính giác, để cứu rỗi củ quyền và thân quyến cũng như bản thân mình cho cả dân tộc. Than ôi, người nghe cũng nhiều lắm, kẻ chống đối cũng nhiều. Trong hạng học thức trí giả, họ lại để tâm mơ hồ, không thấy quyền diệu của đấng tạo đoan sắp bày mọi lẽ. Họ ngơ ngơ ngáo ngáo, qua với hộ pháp chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng, sợ đạo trễ nhân sanh thống khổ, cha trời thúc hối, nên đêm quên ngủ, ngày bỏ ăn. Tại sao vậy? Đêm lo thuyết giảng đạo lý cho bổn đạo, vừa nhập môn nghe để hiểu đạo. Ngày lo làm mọi phương tiện và khảo cứu kinh điển, nhọc nhằn biết là bao, lại còn tìm phương đối phó những kẻ ganh hiền ghét ngõ, đố kỵ với bậc hiền tài. Họ không nhìn xa để thấy tương lai của giống dòng Việt Nam. Qua và hộ pháp khổ không biết đường nào. Nay đạo đã thành hình, cơ chuyển thế nay mai đã tới. Hội Quốc Liên đã biết sắp công bố thừa nhận Cao Đài là một tôn giáo của nhân loại trên hoàn cầu, vì triết thuyết của đạo Cao Đài là thương yêu, không phân màu da sắc tóc, coi nhau như con chung một cha, anh em một nhà. Vậy kể từ đây, người đạo phải cố gắng dọn mình cho xứng đáng môn đệ của ông Thầy Trời. Vậy các con nên học nhẫn nại là một đức tối ư quan trọng, đó là đức nhịn nhục. Người biết nhẫn nại, không đua tranh với ai, có thái độ ôn hòa, ai chê khen không màng chẳng giận. Các con nên học hai chữ thuận hòa và kiên tâm thanh liêm, mới đi cùng tọt được con đường đạo về cùng Thầy. Về mặt thiên liêng có bần đạo và chư thần thánh hộ trì. Các con nên thuyết giảng đạo lý cho mấy em của con, nó nghe đặng nó thức tỉnh. Ngày kia về thiên liêng đứng trước tòa tam giáo, nó không còn chối cãi chi nữa. Nhớ đó nghe các con, đừng sợ làm việc của Đức Chí Tôn đó chớ, nhớ nghe. Thì đường đạo gây go đức phải dày, anh em chung sức đến cung tây,
vui chia tỷ muội cùng cam khổ. Thảm sớt đệ huynh dẹt ngút mây, thiên vị muốn về tu sửa phận, ngôi xưa trở bước luyện tâm đầy. Nhọc nhằn gắn chí ngày qua bữa, thoát xác hồi quê dưới gối thầy. Thân ngày 19 tháng 4 năm Ất Hợi, bài 74, Đức Chí Tôn. Thầy ban ơn cho các con. Thi: dạy trẻ con toan trước dạy mình, vào lòng đạo pháp phải hy sinh. Ngàn năm khó gặp trời khai đạo, muôn thuở duyên mai khách hữu tình. Nhắn nhủ lương sanh mau tỉnh ngộ, lời khuyên sớm giác nhớ chân linh. Hồi quy trở bước về tiên cảnh, chẳng uổng công tu dạng kiếp sinh. Thầy ban ơn cho các con. Thân: bạch dân động. Thi văn đọc giận: kêu gọi nhân sanh nhớ đến cha, bao năm xa cách phải về cha. Đừng mơ cõi tục nhiều xa đọa, chớ tưởng trần gian việc hẳn cha. Đạo mở dọn đường tìm lối thoát, trời khai chân pháp hiệp cùng cha. Huân căn súng xích lo tu tỉnh, một kiếp giác mê sớm gặp cha. Này hỡi nguyên nhân sớm trở về, bao năm lạc lối khá mau về. Trần gian khổ lụy vui chi đó, cõi tục chua cay nhớ lánh về. Mở đạo kỳ ba lo độ chúng, khai truyền giáo lý nhắc mau về. Sớm tỉnh ai ơi thuyền xa bến, kịp hội khoa thi phải gấp về. Nhắc nhở khuyên ai nhớ cảnh tiên, mau lo trở bước đặng về tiên. Vui vì thế tục nhiều đau khổ, buồn nỗi chua cay gấp lại tiên. Cố niệm vị đời trần cấu khổ, biết mùi mặn lạc mới thành tiên. Nguyên nhân sớm tỉnh vui vì đạo, lánh chốn phồn qua đắc quả tiên. Kêu gọi lương sanh tạo cảnh xuân, an nhàn vui nhớ chốn thanh xuân. Đừng mơ nghiệp quả nhiều oan trái, luôn nghĩ ngôi thiên sớm đón xuân. Nhạc thúc thiều quang cơn ác xế, bóng câu trỗi bước kịp ngày xuân. Mau chân này hỡi nguyên nhân tỉnh, mở hội rồng mây đặng hưởng xuân. Chào chư hiền. Ngày 22 tháng 4 Ất Hợi, bài 75, Đức Chí Tôn. Thầy các con, nơi trần thế lắm gút mắt trong gai nhiều cay đắng, đó là thiên cơ đã định vậy. Có vậy mới biết tài cao thấp của thí sinh.
Trần thế là cái nơi để cho toàn cả thần thánh tiên Phật đến để lập công tạo vị, rèn luyện chân tâm, biết được chua chát nơi cõi tục mới yên lòng thông dong nơi thiên vị. Con người nơi cõi tục chỉ biết vật chất trên hơn hết, mới đem cả sức lực trí não tinh thần để cạnh tranh giành giật cấu xé với nhau, làm cho tiêu tan bại hoại chân linh, mất ngôi bỏ vị. Nên có lắm bậc tiên Phật chẳng dám đến trường thi thế gian, cam lòng thủ phận không chịu tái kiếp, cũng như học trò trốn thi. Các con ơi, cuộc đời khó khăn lung lắm, các con phải để hết tâm và chuyên cần cho lắm, nhất là đức tin trọn vẹn nơi thầy. Các con thử nghĩ, đề tài thi nếu dễ ai thi cũng đậu, nếu cuộc thi như vậy có ý nghĩa gì đâu, cái cấp bằng đó có giá trị gì. Đề tài thi càng khó, thí sinh đậu càng cao, cái cấp bằng đậu cao đó mới có giá trị, chứng tỏ thí sinh đó thông minh, uyên thâm, uyên bác. Các con, thầy thiết tưởng nơi thế gian này chưa có đứa con nào thầy thương cưng hơn các con. Vì các con sớm giác ngộ, dám hy sinh làm mọi công việc của thầy giao phó. Các con nghĩ thử, chẳng lẽ vì sự thầy cung trọng các con mà làm một ông thầy lại lấy cấp đề tài thi lén đưa cho các con? Thầy làm như vậy còn gì là công chánh? Mà thầy mở đạo kỳ này, thầy buộc các con thật thi công bằng. Nếu các con đậu như vậy, phẩm thần tiên của các con có ra chi? Luật thiên điều cũng không sao qua khỏi, mà các vị thần thánh tiên Phật còn ở nơi thiên cung cũng không quý trọng các con, ngược lại họ khinh thường, coi các con rẻ rúng. Như vậy làm sao các con ở cảnh giới đó được? Thầy muốn các con phải chịu nhiều khổ hạnh là vậy. Các con nên ghi nhớ, không giờ phút nào thầy xa các con. Các con của thầy luôn ghi nhớ hạnh khiêm cung và tâm hồn tốt, đó là một tấm gương trong để soi chung cuộc thế, để dạy đời đó nghe các con. Các con khá nhớ, lưu tâm, bền lòng, son sắt. Các con quên mình, hy sinh vật chất để tạo dựng sự nghiệp của thầy, đó là các con nhờ có cái hạnh tốt, nó mới tạo ra giống lành. Con đặt giống lành đó xuống đất thánh, ngày kia nó sẽ trở thành cây thang cao giúp chín từng mây bạc để về cùng thầy hội hiệp. Các con phải đủ đức tin để trao dồi tánh tục, lấy đạo đức khắc phục miếng đỉnh chung. Các con luôn tưởng nhớ đến thầy và nhất quyết về cùng thầy, để tránh khỏi mê hoặc cám dỗ của trần ai, xa đọa chốn trầm luân đó các con. Đây thầy ghi lại ba bài thi trong Thánh Ngôn quyển nhất, các con suy gẫm. Thi: tham chi sự thế lắm đua tranh, cái miếng đỉnh chung súm giật giành. Bỏ hết trong cơn mê một giấc, trăm năm ngắn ngủi nhớ làm lành. Làm lành cho trọn Phật trời thương, hai chữ hơn thua chớ liệu lường. Mừng thiệt
là khi nương cảnh tỉnh, khen chê giận ghét lẽ đời thường. Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian, một nẻo đường tiên đáng mấy ngàn. Bụi đất của trần là của tục, chưa ai đem đổi cảnh an nhàn. Thầy ban ơn cho các con. Ngày 24 tháng 4 năm Ất Hợi, bài 76, Bạch Vân Động. Chào chư hiền, làm người mà sớm biết được số mệnh, con người đó dễ đoạt quyền năng của tạo đoan, vui lòng khép mình vào chốn thiền môn để rèn luyện tu dưỡng theo số mệnh. Vậy chư hiền khá lưu tâm cho lắm mọi hành tàn của số mệnh đó nghe. Thì xem lại cuộc đời thấy khổ chưa, quanh năm suốt tháng sớm lo chưa, tranh giành miếng sống quên tình nghĩa, cấu xé lợi danh chát nghiệp ưa. Trăm năm mấy chốc hỡi nhân sanh, sao chẳng lo toan mãi giật dành. Cái miếng đỉnh chung vui được mấy, chi bằng đạo đức lánh đường danh. Khá nhớ lo tu tạo phước điền, nhân sanh tỉnh ngộ thật may duyên. Kỳ ba mở đạo thầy kêu gọi, tất cả nguyên nhân sớm trở về. Ngọc Vân. Chào chư hiền. Ngày 1 tháng 5 năm Ất Hợi, bài 77. Một vị tiên nữ không cho biết tên. Chào quý hiền muội, khá lâu chị em ta mới có dịp hội ngộ gặp nhau đây. Chị có đôi lời thương mến căn dặn khuyên mấy em. Mấy em thử nghĩ rồi tìm tàng cho ra cái thiệt, đó mới là khôn ngoan. Các em thật sự lo cho các em để cứu rỗi các em thoát dòng mê tân. Không ai giúp các em trở về thiên liên vị được đâu, chính các em độ các em, hiểu chứ? Các em nữ giới, mấy em ơi, làm phận quần thoa nhi nữ, chịu nhiều thua thiệt, nhiều hơn bên nam giới. Đành rằng nơi Ngọc Hư Cung, phẩm tiên Phật, nữ lưu không thua hơn bên nam giới. Khi xuống trần, mang lấy chút hình hài thể xác này mà phải chịu thiệt thòi như vậy. Tại vì bên nữ lưu của chúng ta không chịu mở tâm rộng lớn tiềm tàng bao nhiêu vật loại và nuôi nấng có một chí lớn cho ngang bằng nam tử. Cứ dồn ép dựa mình vào xó hốc, mang lấy một ý chí nhỏ hẹp ích kỷ, toàn ngò mẫm dơ vét việc nhỏ, thấy việc nhỏ thì ham, gặp việc lớn lại nhắm mắt làm ngơ bỏ trôi qua. Tâm tư nghĩ toàn việc nhỏ, nguy hiểm nhất bên đám nữ lưu, ưa ganh ghét không thích nghe sự thật. Ai hơn không bằng lòng, ai thua kém thấp thỏi, lại khinh dễ kiêu ngạo, được một việc gì liền lên mặt, phần đông như vậy. Mấy em ơi, ta tự biết thân phận mình là nhi nữ, phải có một cái hạnh vô giá, không ai mua được bằng tiền ngoài người quân tử. Quân tử cho không,
vì người quân tử mới biết cái giá trị của cái hạnh đó, đó mới thật là tri âm. Cái hạnh đó nó tạo cho người nữ lưu trở thành anh nhi nữ kiệt. Trên bước đường tu, bên đám nữ lưu của chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại. Nào việc nội trợ ràng buộc, nỗi con, nỗi sự nghiệp quằn quại đôi dây tay, biết giao phó cho ai. Vì lẽ đó mà bên đám nữ phái dễ thất thể, quên thề, lỗi hẹn. Mỗi một lần như vậy, chân linh bị xuống thấp. Nhiều lần như vậy mới như thế nào? Bên nữ phái bị buộc ràng nhiều đủ thứ. Mấy em ơi, làm thân phận đàn bà khổ như vậy, mấy em nên khép mình vào nơi cấm luật, để tạo cho mình có một môi trường sanh thái, đặng trả nghiệp quả dễ bề dứt nghiệp quan. Chính mấy em dạy sắp nhỏ nữ giới đứng cho chỉnh, ngồi cho khéo, cười cho có phong độ, nói năng cho nghiêm, đi cho khoan thai nhẹ nhàng. Tập cho mình có một phong độ khả ái đoan trang. Mấy em cố giữ đạo tâm, thực thi bác ái thương người mến vật, giúp người nên đạo, trợ khó phò nguy, phải xem nhau như em chị. Nhớ lời dạy của Đức Đại Từ Phụ đó nghe. Thi: cách biệt bao năm có nhớ không, xem nhau nỗi khổ xót xa lòng, vì đâu đến đổi quên em chị, động bích hương xưa đẹp má hồng. Dặm cũ còn bao kỷ niệm xưa, hái hoa buổi sáng thoáng hương đưa, bên cành liễu rủ vui em chị, cách biệt bao năm nhớ đến chưa. Sứ mạng làm xong sớm trở về, đường tiên nẻo thánh nhớ hồi quê, đoàn viên em chị bao năm cách, chảnh tuổi niềm riêng rất tái tê. Lỗi hẹn quên thề mất kiếp sanh, đường tu mở rộng đạo riêng dành, giác mê tỉnh ngộ vui an phận, mặc thế chê khen bởi lợi danh. Mình biết phận mình gỡ mối tơ, lo toan dứt nghiệp bớt thêm giờ, nợ đời sớm trả vui mùi đạo, trở lại quê xưa đẹp ý thơ. Nàng xuân giả biệt nhớ thu về, lất phất heo mai rất tái tê, tuyết phủ sương gieo châu lóng lánh, màn nhung trải thảm đẹp hương quê. Én nam lẻ bạn sầu đông rủ, nhãn bắt bơ vơ lỗi hẹn thề. Dẫm liễu đường quanh ai xót dạ, giường hồng khép kín tiếng khen chê. Cười: chúc lành các em. Ngày 4 tháng 5 Ất Hợi, bài 78. Đức Chí Tôn: thầy các con, thấm thoát ngày qua, bóng thiều quang nhặt thúc như thoi đưa,
cảnh đời thật là mơ mộng như bức tranh dân cẩu. Xuân mãn, hè sang, thu đông chuyển tiếp, cứ ngày qua ngày, nước non vẫn một màu không thay đổi, nhưng nhân tình cứ mãi đổi thay theo nhịp tiến của văn minh. Thầy ước vọng mối đạo trời làm sao cho tiến triển theo kịp sự mơ vọng của nhân sanh. Nhưng bao ngày tháng năm trôi qua làm cho thầy thất vọng, vì nhân sanh đa số chú trọng vật chất xa hoa, đời sống văn minh nhiều vô số kể. Gương trí huệ rạng ngần soi đường cho khách tục, thế mà có ai lưu tâm để ý noi bước trên con đường thánh đức đặng về hiệp mặt cùng thầy. Ngày giờ sắp đến định kỳ chấm dứt muôn hạ, chẳng ai để tâm lo lường. Thầy khen mấy con dám phủi bỏ đời sống văn minh xa hoa, khép lòng trong đạo đức, trường chay khổ hạnh, chịu đựng dèm pha kích bác, chẳng màng khen chê, tiêu tứ lao tâm để dung bồi nền đạo nghiệp. Việc làm của mấy con nêu gương sáng, một bó đuốc rực sáng trong đêm dài. Vậy mấy con làm nhiều hơn nữa để tạo mối tương thân tương ái, làm cho anh chị em bạn đạo khắng khít vững bền thêm hơn nữa. Mấy con nên ngọt ngào khuyên lên dụ dỗ để cùng đi trên con đường hạnh đức, cho cùng bước đường mà các con đã vạch lối trong gai, chịu nhiều cay đắng lắm nhọc nhằn. Nêu gương sao cho hậu tấn học đòi, học bài học làm thánh làm tiên. Trong mấy con phải hòa thuận, vui chia buồn sớt, lo lắng cho nhau trong cơn ấm lạnh, để người ngoài nhìn vào nể phục đó nghe mấy con. Việc khen chê của đời là con dao hai lưỡi, mấy con xem đó như gió thoảng mây bay. Mấy con tự hỏi lương tâm của mình, mình làm việc cho thầy, đắp xây nền đạo, dung bồi cội phúc, làm theo tiếng gọi của thầy thì mấy con vui hưởng, thấy hơn người ở chỗ mình tự giác để sớm về cùng thầy. Đây, mấy con nghe bài thi sau đây. Thi: thương con lạc lối chốn dương trần, khổ hải sông mê đọa tấm thân, cái miếng đỉnh chung lừa gạt kẻ, mồi câu phú quý mất chân thần. Ngày chờ bóng khuất xa trong vắng, đêm nhớ canh thâu nguyệt lặng dần, tìm đến khuyên lên kêu thức tỉnh, quay về nẻo chánh chớ thường cân. Thầy ban ơn cho các con.